Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bản múa quạt ở trên nền của ca khúc Lực Điền Tình Chúa Tình Người do cha Sở Vinh Sơn của giáo xứ Lực Điền sáng tác. Thì bài này chúng ta sử dụng hai chiếc quạt và chúng ta chỉ đi theo một hướng. Giờ mình bắt đầu vào bài. Đầu tiên chúng ta đi từ ở trong đi ra. Tay chúng ta đưa lên cao khỏi đầu. Chúng ta vừa đi vừa vẫy. Đi ra đến nơi chúng ta hạ quạt xuống hai bên. Rồi bắt đầu chúng ta đưa tay vào trong. Đưa chéo vào trong. Rồi từ từ vung ra hai bên. Rồi hạ xuống. Chúng ta làm lại như vậy hai lần. Rồi chúng ta xoay một vòng. Vậy là hết phần nhạc dạo. Mình đi lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 nhịp để xoay. 1, 2, 3, 4. Vậy là hết phần nhập dạo đầu. Rồi chúng ta bắt đầu vào tổ hợp thứ hai, tổ hợp phần lời. Thì đầu tiên chúng ta bước chân phải sang ngang, chân phải bước sang một bước, chân trái đá lên, rồi chân trái bước sang ngang thì chân phải lại đá lên. Chúng ta bước chân phải thì tay phải chúng ta đưa lên, bước chân trái thì tay trái chúng ta đưa lên. Rồi chúng ta sẽ đếm như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bước tiếp theo, chúng ta lại bước chân phải sang ngang, tay thì chúng ta đưa sang hai bên, rồi chúng ta vòng vào, đưa lên cao, rồi hạ xuống hai bên, chân trái bước ra phía sau. Chúng ta sẽ đếm như sau. Tư thế chúng ta ở câu cuối chúng ta đang đứng như này. 1, 2, 3, 4. Chân trái bước sang ngang. 5, 6, 7, 8. Chúng ta làm lại như vậy hai lần. Mình làm lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là hết tổ hợp thứ hai. Giờ chúng ta sẽ vào tổ hợp thứ ba. Tư thế của câu cuối chúng ta đang đứng như thế này. Giờ chúng ta bước lên phía trước một bước. Quạt thì chúng ta vòng vào, rồi chúng ta đưa ra phía sau, rồi chúng ta lại vòng lên. Hai mu bàn tay chúng ta úp vào nhau, sẽ ra một cái quạt như thế này. Rồi chúng ta vòng xuống. Giờ mình đếm nhé. 1, 2, 3, 4. 4 đá chân trái ra và đồng thời quạt chúng ta đưa xuống. Chân trái bước lên thì tay lại đưa lên như vậy. 1, 2, 3, 4. Lại đá chân phải ra. Chúng ta làm lại như vậy hai lần. Rồi mình làm lại câu nhạc 3 nhé. Tư thế chúng ta đang đứng như thế này. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta bước 4 bước trở về thì chúng ta đưa quạt, hai quạt song song, đưa sang ngang, rồi lại đưa trở lại, rồi lại đưa qua, rồi lại đưa lại. Mình dắt hai câu vào với nhau nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta làm lại tổ hợp này 2 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu thứ hai, chúng ta 4 bước trở về, 4 bước lùi lại thì chúng ta không có đưa quạt sang ngang như thế này nữa, mà chúng ta đưa lên cao, vẫy qua bên phải, rồi vẫy qua bên trái, rồi vẫy qua bên phải, vẫy qua bên trái. Chúng ta sẽ đếm nhé. 1, 2, 3, 4. Mình làm lại câu nhạc thứ ba một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Một lần nữa nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lần này chúng ta đưa quạt cao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hết câu nhạc thứ 3. Giờ đến câu tiếp theo. Chúng ta vẫn có một bước sang bên phải, rồi chân trái chúng ta đưa ra phía sau. Tay thì chúng ta đưa hai cái cánh quạt chạm vào với nhau, rồi đưa xuống bên trái. Chúng ta sẽ đếm như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi tay, câu tiếp theo thì tay chúng ta đưa về bên phải, rồi chúng ta vẫy về bên trái, vẫy về bên phải, vẫy về bên trái, cũng bên hai lần. Rồi mình làm lại câu này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Làm thêm một lần nữa nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giờ đến câu nhạc tiếp theo. Tay trái chúng ta cầm quạt để trước ngực, tay phải chúng ta đưa lên cao, quạt thì chúng ta để xiêu xéo như thế này. Chúng ta có bước quả chám, bước 4 bước, mỗi một lần bước là một lần xoay. Chân chúng ta bước thì tay chúng ta quay quạt, chúng ta quay vòng tròn như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giờ bước sang bên trái thì tay chúng ta đưa về bên trái, bước sang bên phải thì đưa về bên phải, bước bên nào thì trọng tâm dồn về bên đấy nhé. Chúng ta làm lại câu này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bây giờ đến chân phải chúng ta bước quả chám, thì tay trái chúng ta quận quạt. Chúng ta quận 4 lần, 4 bước chân là 4 lần quận quạt. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Rồi lại bước sang bên phải, đưa quạt về bên phải. Bước sang trái, đưa quạt về bên trái. Bước sang phải, đưa quạt về bên phải. Mình làm lại tổ hợp này một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bước chân tới chân phải nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta đưa tay xuống để chuẩn bị vào phần nhạc dạo giữa bài. Bây giờ chúng ta vào phần nhạc dạo giữa bài. Phần nhạc dạo giữa bài thì chúng ta bước lên 2 bước. 1, 2, vẫy quạt. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta bước chân trái chéo lên. Tay trái chúng ta đưa quạt lên. Rồi tay phải chúng ta vẫy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giờ tới chân phải bước xéo lên thì tay phải chúng ta đưa nó lên cao, đưa quạt lên cao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta lại hết phần nhạc dạo thì chúng ta lại vào câu nhạc thứ hai. Câu nhạc thứ hai là phần lời. Chúng ta lại làm lại tổ hợp thứ hai. Hết tổ hợp thứ hai, chúng ta làm tổ hợp thứ ba. Chúng ta bỏ tổ hợp thứ tư, chúng ta bước sang tổ hợp thứ năm. Hết tổ hợp thứ năm thì có phần nhạc dạo cuối bài. Phần nhạc dạo cuối bài thì chúng ta đưa tay trái lên, rồi lại đưa tay phải lên, rồi lại đưa tay trái, rồi lại đưa tay phải. Chúng ta làm như vậy mỗi bên 3 lần. Rồi chúng ta đưa quạt vào trong, đưa lên trên cao và chúng ta xoay một vòng để chúng ta kết thúc. Vậy là hết bài. Bây giờ mình sẽ xâu chuỗi hết lại từ câu 1 cho đến cuối bài. Chúng ta đi từ ở trong đi ra, tay chúng ta đưa lên cao khỏi đầu, vừa đi vừa vẫy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Và đến tổ hợp phần lời. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mỗi một tổ hợp chúng ta làm lại 2 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đến tổ hợp tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhập vào giữa bài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta đi hết nhạc dạo giữa bài thì chúng ta lại quay lại tổ hợp thứ hai. Chúng ta đi tổ hợp thứ hai, tổ hợp thứ ba. Chúng ta bỏ tổ hợp thứ tư, chúng ta đi tổ hợp thứ năm. Đi hết tổ hợp thứ năm thì chúng ta sẽ có phần nhạc dạo cuối bài. Nhạc dạo cuối bài thì chúng ta đưa tay phải lên cao, rồi lại chúng ta đưa tay trái lên cao, rồi lại hạ tay trái, lại đưa tay phải lên. Chúng ta làm lại như vậy mỗi bên 3 lần. Sau đó chúng ta đưa quạt vào và chúng ta vung lên cao, rồi chúng ta xoay để chúng ta kết bài. Bây giờ mình sẽ quay lại cùng hướng với chị em để chị em cũng dễ tập theo. Chúng ta đi từ ở trong đi ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Tới tổ hợp phần lời. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu nhạc tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ đến phần nhạc dạo giữa bài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hết nhạc dạo ở giữa bài thì chúng ta sẽ đi lại câu nhạc 2, câu nhạc 3. Chúng ta bỏ câu nhạc 4, đi câu nhạc 5. Hết câu nhạc thứ 5 thì chúng ta sẽ vào phần nhạc dạo cuối bài. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta làm được 6 công như vậy, xong rồi chúng ta đưa tay vào, chúng ta đưa quạt vào bên trong, rồi chúng ta đưa sang lên cao, rồi chúng ta quay một vòng, chúng ta kết bài. Rồi chúng ta kết bài là hết. Vậy là mình đã hướng dẫn xong bài được điền tình Chúa tình người. Chúc chị em học bài này thành công.